Xin chào khán giả của kênh Hậu Trường Bóng Đá. Vâng, thưa các bạn, thì hôm nay tôi đã tiếp tục có mặt tại trung tâm Hàm Rồng. Tuy nhiên thì hôm nay không phải là buổi tập của Hoàng Anh Gia Lai, mà chúng ta sẽ đến với những hình ảnh trong trận đấu, trận tứ kết rất đáng chờ đợi giữa U15 Hoàng Anh Gia Lai và U15 Viettel. Và những hình ảnh trong trận đấu này mình nghĩ là sẽ mang đến rất nhiều những gia vị cảm xúc trong bóng đá của một giải đấu trẻ. Và hãy cùng mình đến với những chi tiết thú vị sẽ có trong video này các bạn nhé. Đây là trận đấu có khá nhiều những tình huống hơi căng thẳng một chút so với các cầu thủ trẻ. Và đây là một trong những tình huống như vậy. Một tình huống diễn ra ở những phút cuối cùng hiệp 1 khi cao thủ U15 Hoàng Gia Lai được hưởng một quả 1m. Ở tình huống này thì bóng cũng không vào lưới. Tuy nhiên thì có lẽ trọng tài đã xác định là cao thủ Viettel đã di chuyển sớm và cho đội U15 Hoàng Gia Lai được thực hiện lại quả phạt đền. Cao thủ Viettel thì đương nhiên là không hài lòng rồi. Tuy nhiên thì quyết định cuối cùng vẫn được đưa ra. Và tình huống này thì cầu thủ bên phía U15 Hoàng Gia Lai đã thành công khi thực hiện lại. Trận đấu này tỷ số chung cuộc là 3-1 nhưng về phía Hoàng Gia Lai. Như nói ở trên thì đây là một trận đấu rất căng thẳng và cao thủ đã thể hiện điều đó ngay cả trong suốt trận đấu và khi trọng tài chuẩn bị thổi còi kết thúc trận đấu này. Và đây là một tình huống như vậy, một tình huống mà cầu thủ bên phía U15 Hoàng Gia Lai bị phạm lỗi. Tuy nhiên cao thủ Viettel đã phản ứng có phần hơi thái quá. Với những người quan sát ở tình huống này thì pha bóng này cầu thủ U15 Viettel đã phạm lỗi là điều rõ ràng rồi. Tuy nhiên thì quyết định phản ứng của cầu thủ bên phía đội bóng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng dường như lại có phần thái quá và điều này vô hình chung cũng chỉ gây bất lợi cho cao thủ U15 Viettel mà thôi, khi mà thời gian của trận đấu đang trôi về những phút cuối. Tất nhiên chúng ta được biết là các cầu thủ trẻ thì họ khá là dễ bị mất bình tĩnh trong những tình huống căng thẳng như này. Đây là điều mà chúng ta cũng nên thông cảm. Tuy nhiên thì những huấn luyện viên hoặc là những người lớn ý, mình nghĩ là cũng nên cần phải có những cái gọi là những cái bảo ban chỉ dẫn cho các cầu thủ trẻ cần phải tránh những cái tình huống phát sinh như này, bởi vì nó sẽ khiến cho hình ảnh của giải đấu có thể không được trọn vẹn. Đây là hình ảnh cao thủ U15 Hoàng Gia Lai ăn mừng sau chiến thắng trước đối thủ rất mạnh là Viettel. Với chiến thắng này thì đội chủ nhà đã giành quyền vào bán kết để gặp U15 Sông Lam Nghệ An, cũng là một đối thủ rất là mạnh trong bóng đá trẻ. Và chúng ta hãy cùng theo dõi những hình ảnh ăn mừng cảm xúc của thầy trò huấn luyện viên Trịnh Di Quang sau trận đấu này. Nam không? Nam không? Nam không? Nam không? Bì này Đức ơi, không bì biết sao á? Cầm không bì, không bì, không bì. Nam, Nam.
Xin chúc mừng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu mang áo số 5 Hoàng Anh Gia Lai, Nguyễn Tình Nguyễn Phương Lan. Vâng, như vậy là các trận bán kết của giải U15 quốc gia 2022 sẽ diễn ra trên sân Pleiku vào ngày 20 tháng 8 tới. Hai trận bán kết rất đáng chờ đợi giữa U15 Sông Lam Nghệ An và U15 Hoàng Gia Lai và U15 PFF và U15 Huế. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi hai cái đại diện xứng đáng nhất góp mặt ở trận chung kết diễn ra vào ngày 22 tháng 8 tới đây. Và đó cũng là hình ảnh cuối cùng có trong video. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo trên kênh Hậu Trường Bóng Đá.